Oh, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì tụi mình quyết định là sẽ đi mua bánh tráng để ăn. Và trên đường đi thì tụi mình có đi ngang chỗ của chị Cát Thi. Thật sự là rất là đông luôn á mọi người. Nên là tụi mình quyết định sẽ đến với bánh tráng của dì Ba. Và đây là bánh tráng của dì Ba nha. Tụi mình đi vào lúc 8 giờ thì mình mua 5 bọc thì phải đợi mất khoảng 5 đến 10 phút đó mọi người. Bánh tráng rất là to luôn á. Mình mua 5 bịch với giá là 150.000. Ta-da, mình đã có rồi đây. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi về và mở ra cho mọi người cùng xem nha. Đây là một bịch bánh tráng tỏi rất là nhiều, xoài nè, có 4 quả trứng cút và 2 quả trứng rà kèm nước sốt me nha. Topping siêu nhiều luôn á mọi người. Ta-da. Đây là môi trường mọi người đang làm việc á. À, tất cả anh chị em là nam nữ đều làm được hết nha. Có những cô chú anh chị họ lớn tuổi rồi nhưng mà họ vẫn làm đó. Họ vẫn làm tốt nha. Đó, mình lên đây môi trường làm việc công ty trang bị cho mình nè, rất là đẹp. À, các anh chị nào mình có thời gian rảnh á thì mình cứ việc anh Bob với Lý đi. À, Lý sẽ hướng dẫn cho các anh chị vào làm ha. Thì công việc thì nói chung nó cũng không có gì khó. Chỉ cần anh chị có điện thoại kết nối internet là mình có thể làm việc được rồi. Đó, chỉ cần có một cuốn sổ, một cái viết, cái điện thoại, cái tai nghe, cái nó internet là mình làm việc được ha. Nói chung là mình làm thì nghiêm túc làm việc thì một tháng mình cũng kiếm được vài triệu từ cái việc làm thêm của mình thôi. Ngày có thể dành ra 2 đến 3 giờ cho công việc nha. Anh chị nào mình muốn học được những cái khóa học offline như thế này thì mình có thể sắp xếp một tuần một hoặc 2 lần gì đó mình lên công ty ha, để mình được học hỏi những cái kinh nghiệm từ các anh chị đi trước cũng như là các leader lớn ở trong công ty. Con lấy ly không? Còn với chung đi nhậu đâu đây nè, tôi đâu có gì. Đây, vô. Ủa chú đâu rồi? Ờ, kêu chú vô. Đưa nhỏ ngủ rồi. Rồi. Em ngồi về anh ba. Điện nãy giờ không bắt máy luôn trời. Đưa.